33. Rõ. Lão gia, Bản Trân, sao bà lại đến? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Hồng Tú, hai cậu ra ngoài đi. Rõ, đi thôi. Làm sao? Vừa nãy tiếng súng ở ngoài có liên quan tới Hồng Tú à? Tiêu Hồng Tú và Trương Kính Hổ kia chiều nay đính hôn là ở căn nhà ngoài thành của Trương gia. Tôi cũng vừa nghe được. Theo như bà nói thì tiếng súng này chắc chắn có liên quan tới Hồng Tú à? Chuyện này ông cũng không cần quá lo lắng. Tôi không lo mà được à? Súng đạn vô nhãn. Dược Quang, sao anh lại ở đây? Tôi không yên tâm nên ra đây coi thử. Trương Kính Hổ, mau thả cô ấy. Phương Dược Quang, anh tới đây làm gì? Cút đi. Anh thả cô ấy ra, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo. Thế nào, muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Giành lấy tâm hồn thiếu nữ. Bớt đỡm dáng đi, cút. Trương Kính Hổ, tôi nói thật với anh, chúng tôi mới là yêu thương thật lòng. Chỉ là cô ấy vẫn luôn không công khai mà thôi. Hắn ta nói thật sao? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Tiêu Hồng Tú, rốt cuộc cô còn bao nhiêu chuyện giấu giếm tôi thế? Vì sao cô có thể yêu hắn mà lại không yêu tôi? Tại sao? Trương Kính Hổ, anh bình tĩnh một chút. Anh dám làm bậy, tôi sẽ bắn thật đấy. Tôi không muốn giết cô ta. Phương Dự Quang, đừng ai mơ có được cô ấy. Mau bỏ xuống xuống. Mơ đi. Dự Quang, bỏ xuống xuống. Cứ làm tới sẽ chịu thiệt. Trung đoàn trưởng, sao các cậu lại tới? Tiêu Hồng Tú đang ở đâu? Bị Trương Kính Hổ bắt đi, không biết là đưa đi đâu. Cái gì? Nào Thắng vẫn chưa mở miệng à? Vẫn chưa. Rất ngoan cố. Đối với loại ngoan cố này thì đừng mơ tưởng. Tôi thấy hắn ta cố ý không mở miệng, bây giờ tôi bắn chết hắn. Bàn Chấn Sơn, anh làm gì vậy? Bây giờ anh không phải là thổ phỉ, hãy nghĩ tới đại cục. Tôi muốn nợ máu trả bằng máu. Người đâu? Hạ súng của Bàn Chấn Sơn xuống. Bàn Chấn Sơn, trung đoàn trưởng Ngô, anh xem phía trước có chuyện kìa. Trung đoàn trưởng, phu nhân, hai người không sao chứ? Sao cậu lại tới lâu thế? Tiêu Hồng Tú, tôi thừa nhận cô là một đối thủ cực kỳ giảo quạt, lại dám lưu lại dưới trướng tôi lâu như vậy, lần nào cũng trốn thoát sự theo dõi của tôi. Là các ông không cẩn thận. Mặc dù không cẩn thận, nhưng mà cuối cùng vẫn tóm được cô. Đáng tiếc là tôi vốn dĩ muốn lợi dụng cô, hạ một ván cờ lớn, cuối cùng vẫn là bị cô phá hỏng. Tôi muốn biết làm sao cô biết được điểm báo tuyệt mật đó là giả. Ông hạ một ván cờ lớn, nhưng mà ông không biết rằng tôi dị ứng với phấn hoa. Dị ứng với phấn hoa? Hồng Tú, con không biết. Hôm nay tới tham gia lễ kết hôn của con, mẹ vui biết bao nhiêu. Nhưng mà tôi không ngờ được rằng đây là một âm mưu mà con bày ra. Con gài cả mẹ nuôi. Con làm như vậy thật sự làm mẹ nuôi đau lòng. Mẹ nuôi à, xin lỗi, con làm như vậy là bất đắc dĩ. Mong mẹ tha thứ. Vừa ép không ngọt. Có một vài chuyện không thể cố làm được. Con đã nhìn thấy chưa? Bây giờ chuyện ra nông nổi này thì làm sao đây? Các con thật sự muốn mạng của Ngao Thắng à? Thật sự muốn giết ông ấy để máu phải chảy hay sao? Mẹ nuôi à, con làm như vậy chính là không muốn đổ thêm giọt máu nào nữa. Chỉ cần trung đoàn trưởng Ngao từ bỏ bao dây liên thủ kháng nhật với chúng con, thì chúng con sẽ thả ông ấy. Từ nay về sau, hai đội chúng ta quá thù làm bạn, như vậy không phải là tốt hơn à? Nhưng mà làm sao có thể? Con xem hai bên các con đào súng nhắm vào nhau, khí thế bức người, còn liên thủ kháng nhật, chung sống và bình làm sao mà được? Dư Bình, tới bây giờ bà vẫn còn tin lời của cô ta sao? Cộng sản bọn họ tâm kế thủ đoạn như vậy, toàn bộ không có ai thật lòng. Tôi là quân nhân của Quốc Dân Đảng, quân nhân có thiên chức phục tùng mệnh lệnh. Chỉ cần cấp trên không hạ lệnh thì yêu cầu của họ tôi tuyệt đối không chấp nhận đâu. Tôi thà chết cũng không thỏa hiệp. Trung đoàn trưởng Ngao, sao anh không nghĩ kỹ lại xem?
Bây giờ Trung Quốc rơi vào nguy cơ mất nước đáng sợ cỡ nào. Anh nghe tôi khuyên một câu, trước mắt đại nghĩa của dân tộc, ai cũng không thể phạm phải sai lầm. Bớt nói nhảm, mau lên, thả trung đoàn trưởng của chúng tôi ra. Nếu không, tôi sẽ nổ súng. Trương Kính Hổ, anh thả Tiêu Hồng Tú ra, nhắm vào tôi này. Trương Kính Hổ, nếu anh dám làm càn, ông đây sẽ chặt anh làm 8 khúc. Bàn Chấn Sơn, Phương Diệu Quang, các người càng không muốn Tiêu Hồng Tú chết thì tôi phải giết chết cô ấy. Tôi đếm tới 3, còn không thả người, tôi sẽ nổ súng bắn nát đầu cô ấy, để cho gương mặt xinh đẹp này biến thành một đóa huyết mẫu đơn. Trương Kính Hổ, cái tình khốn, nếu nhanh dám nổ súng, ông đây sẽ giết hắn ta ngay. Bàn Chấn Sơn, bỏ súng xuống, phục tùng mệnh lệnh. Trung đoàn trưởng Ngao, nhanh khuyên nhủ thuộc hạ của anh đi. 1 2 Từ từ đã. Trương Kính Hổ, tiểu đoàn trưởng Trương, cậu hận Tiêu Hồng Tú như vậy à? Không phải cậu luôn miệng nói cậu yêu con bé cỡ nào sao? Vì con bé, cậu đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Không phải cậu vẫn luôn mong cầu con bé, muốn có được con bé sao? Hôm nay là lễ kết hôn của hai người, còn mời chúng tôi tới uống rượu mừng. Sao cậu mới đó đã hận con bé tới mức này chứ? Cậu cứ muốn giết con bé, uống máu con bé thì mới hả giận à? Cô ta lừa tôi, cô ta là cộng sản. Tôi hận người phụ nữ này lừa tôi, tôi cứ phải giết chết cô ấy. Vậy sao? Chỉ như vậy mà cậu đối với con bé không còn một chút yêu thương, muốn lấy mạng con bé. Trái tim của cậu sao lại nguội lạnh nhanh như vậy? Nếu như tôi nói tôi không cần các cậu cứu, bởi vì tôi biết con bé là con nuôi của tôi, trái tim của nó là lương thiện nhất, con bé sẽ không làm hại tới tính mạng của chúng tôi. Cộng sản làm như vậy chỉ là muốn trung đoàn trưởng Ngô cùng chống Nhật với họ. Nếu là như vậy thì cậu còn muốn giết con bé không? Như Bình, Trương Kính Hổ làm như vậy là vì cứu tôi, cứu hai chúng ta. Bà nói như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Chẳng lẽ cái đứa con nuôi của bà còn quan trọng hơn người đàn ông và mạng sống của bà? Mạng của ông, mạng của tôi, còn có mạng của con gái nuôi tôi nữa, đều quan trọng như nhau. Tôi nói cho ông biết, nếu như con gái nuôi tôi chết dưới súng của các ông thì tôi sẽ đau lòng mà chết. Tôi cũng không thể nào sống nổi. Như Bình à, bà đừng như vậy. Nếu bà có mệnh hệ gì thì tôi không thể ăn nói với Tàu Tư lệnh. Ông biết là tốt, còn không nhanh chóng bảo Trương Kính Hổ bỏ súng xuống. Mọi người bỏ súng xuống, thương lượng cẩn thận. Trung đoàn trưởng Ngô có điện báo khẩn cấp. Nghe đi, ủy viên trưởng tưởng của các người đã ký hiệp nghị 6 điều và chấp nhận dừng nội chiến, liên thủ kháng Nhật. Trung đoàn trưởng Ngao, không phải anh sợ cấp trên của anh không đồng ý à? Bây giờ không cần lo nữa, còn không mau bỏ súng xuống. Trung đoàn trưởng Ngô, anh lại chơi chiêu gì nữa? Tôi sẽ không mắc lừa đâu. Chuyện lớn như vậy sao tôi dám lừa anh? Trung đoàn trưởng, có điện báo gấp. Điện báo của ai? Do Tàu Tư lệnh gửi tới, nói là sự biến Tây An đã được giải quyết. Ủy viên trưởng tưởng đã ngừng nội chiến, liên thủ kháng Nhật. Tàu Tư lệnh lệnh cho chúng ta dừng tất cả hành động đối với trung đoàn độc lập. Thật sự hòa bình với cộng sản rồi à? Điện báo này còn giả được sao? Trung đoàn trưởng Ngao, sau này chúng ta buông bỏ ân oán, chúng ta là những quân nhân bằng hữu rồi. Các anh em quốc dân, chúng ta bỏ súng xuống. Trung đoàn trưởng, cho dù có hợp tác thì cũng không thể nào giao Tiêu Hồng Tú cho họ. Cô ta hại chúng ta thảm hại, món nợ cũ này tuyệt đối không thể tha. Trương Kính Hổ, tôi xin lỗi vì đã lợi dụng anh, nhưng mà tôi mong rằng anh hãy lấy đại cục làm trọng, bỏ xuống ân oán, nhìn về phía trước. Không được, tôi nuốt không nổi cục tức này. Trương Kính Hổ, ủy viên trưởng tưởng còn không tính toán, cậu tính toán làm gì? Bỏ xuống xuống đi. Trung đoàn trưởng Ngao, hai doanh của anh vẫn còn đang trên đường tập kích Lão Ân Khẩu. Nhanh phát điện báo bảo họ quay về ngay đi. Bây giờ chúng ta đều là huynh đệ, Hoàng Hòa lệnh cho họ quỷ hành động, lập tức trở về. Dân đứa con nuôi Tiêu Hồng Tú này
mà vẫn nên đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Vì sao chứ? Dù cho bây giờ con bé là cộng sản, chẳng phải mọi người đã hợp tác rồi sao? Mặc dù nói là hợp tác, nhưng mà dù sao chúng ta cũng không phải cùng một trận doanh. Một đứa cộng sản cứ ra vào nhà tôi, còn ra thể thống gì? Ông sợ gì chứ? Nếu như cậu vì thế mà trách ông, thì tôi sẽ nói với cậu. Ngao Thắng, tôi nói cho ông biết, Hồng Tú mãi mãi là con gái nuôi của tôi. Nếu như con bé có chuyện gì, ông không xong với tôi đâu. Ông còn phải nói với Trương Kính Hổ kia, bảo cậu ta đừng làm tổn thương Hồng Tú. Được rồi, tôi sẽ nhắc nhở. Hồng Tú, mẹ nuôi, Trung đoàn trưởng Ngao. Được rồi, tôi còn có việc, tôi tới trung đoàn đây. Hồng Tú, nào, ngồi đi. Mấy hôm nay, con không ở Đào Lĩnh. Mẹ nuôi rất nhớ con. Con cũng rất nhớ mẹ, mẹ nuôi. Mẹ đang nói với Ngao Thắng, con mãi mãi là con gái nuôi của mẹ. Mẹ tha thứ cho con rồi à? Con bé ngốc, có gì mà tha thứ hay không tha thứ chứ? Những chuyện mà con làm, có những chuyện mặc dù mẹ nuôi không hiểu, nhưng mà mẹ nuôi cảm thấy con làm đúng. Mẹ nuôi tin con. Cảm ơn mẹ. Tiêu Hồng Tú lại về Đào Lĩnh rồi, đang ở trong nhà tôi. Cô ta lừa tình cảm của tôi, coi tôi như một kẻ ngốc. Tôi mãi mãi không thể tha thứ. Tha thứ hay không tôi mặc kệ, nhưng mà cậu tuyệt đối không được làm tổn thương cô ta. Trung đoàn trưởng, ông khoan hồng đại lượng như vậy à? Những chuyện mà cô ta làm, ông không hận chút nào sao? Tôi hận chứ. Tôi cũng muốn giết cô ta cho hả giận. Tôi không có hảo cảm gì với đám cộng sản, nhưng mà bây giờ lũ người Nhật càng đáng giận hơn. Nếu quỹ viên trưởng tưởng đã đồng ý hợp tác cùng với cộng sản kháng Nhật, thì chúng ta buộc phải dốc toàn lực đối với quân Nhật. Tạm thời bỏ xuống những thù hận với cô ta và cộng sản đi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu không nghe lời tôi, làm cô ta bị thương, thì tới chừng đó tôi không bảo vệ nổi cậu đâu. Cậu đừng quên, cô ta là con nuôi của Dư Bình. Dư Bình coi cô ta là tâm can bảo bối. Nếu như cậu đụng tới bãi, bãi cáo trạng với cậu của bãi, thì cái đầu của cậu coi như đi đời. Nhưng tôi nghe theo ông. Trung đoàn trưởng, tôi vẫn còn một chuyện muốn xin. Nói đi. Tôi có một người bạn đại học là Ngũ Trạm Qua, muốn tham gia quốc quân chúng ta cùng đánh Nhật. Chính là giáo viên mỹ thuật đó sao? Đúng, lần trước cậu ấy báo tin cho ông đấy. Cậu ấy đang ở bên ngoài, vậy bảo cậu ta vào trong. Trạm Qua, Trung đoàn trưởng Ngao, cậu là một thư sinh mà lại muốn xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao à? Tinh thần tốt đấy. Đáng tiếc là tên nhóc cậu quá nhát gan, nghe tiếng súng đã sợ tè ra quần. Làm sao mà đánh trận? Tôi có thể tập cho hết nhát gan. Tốt, có chí khí. Bây giờ là thời cơ dùng người. Tôi nhận cậu. Trung đoàn trưởng, cảm ơn ông. Tôi có sở trường của mình. Tôi học mỹ thuật. Tôi có thể chế tạo ra sa bàn, vẽ bản đồ. Vậy thì tôi sẽ dùng người theo sở trường của họ. Cậu cứ bên cạnh tôi làm tham mưu đi. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Mẹ nuôi à, thật ra hôm nay con tới là muốn hỏi mẹ một chuyện. Con vẫn luôn tò mò, lần trước ở Trà Lâu, mẹ và trung đoàn trưởng Phương rốt cuộc đã nói gì mà lâu như vậy? Cũng không có gì, chỉ là một vài câu chuyện cũ. Thật ra thì con đã biết chuyện của mẹ và trung đoàn trưởng Phương. Con biết rồi à? Con còn biết những gì? Con còn biết lúc mẹ chạy trốn đã mang thai một đứa con. Con đừng nói nữa, đây là chuyện mẹ đau lòng nhất. Sao con lại biết? Là Phương Triệu Mạnh nói cho con biết à? Không phải ông ấy. Không phải thì là ai? Sao con lại chưa từng nghe mẹ nhắc tới đứa trẻ kia? Mẹ có sinh nó ra không? Đứa trẻ ấy, Hồng Tú, đứa trẻ ấy chính là... Là gì? Là lớn bằng con rồi. Lớn bằng con à? Vậy là con trai hay là con gái? Là một cô bé giống như con vậy. Thông minh, thanh tú. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Con bé, lúc con bé còn nhỏ, mẹ không nuôi sống được con bé, đã đem con bé cho người ta rồi.
cho người ta rồi à? Vậy còn liên lạc không? Không còn liên lạc. Lúc con còn nhỏ, sống ở Lô Dương. Vậy người nhà nhận con gái của mẹ có phải cũng sống ở Lô Dương không? Đúng, cũng là ở Lô Dương. Vậy chưa biết chừng, lúc nhỏ con từng gặp đấy. Mẹ có nhớ nhà nào không? Mẹ mất con gái ruột, cảm thấy con rất giống con gái ruột của mẹ, nên mới thích con như vậy. Hồng Tú à, mẹ hơi đau đầu, mẹ muốn đi nghỉ ngơi một chút. Mẹ đi cẩn thận. Tôi vẫn luôn tò mò. Hôm nay nghe ngóng ở chỗ mẹ nuôi, tình hình năm ấy Bảy mang thai đứa nhỏ kia. Bảy nói sao? Bảy bảo là một cô con gái, lúc nhỏ đã đem cho người ta rồi. Nói vậy thì tôi vẫn còn một cô em gái nữa à? Bây giờ Bảy có tin tức gì không? Không có. Lúc đó Bảy cực kỳ kích động, cứ ấp a ấp úng, còn khóc nữa. Bảy nói Bảy đau đầu rồi không nói thêm. Cô cảm thấy có kỳ lạ không? Vì sao Bảy lại kích động trước mặt tôi như vậy? Còn quan mang nữa. Theo cô nói như vậy thì là cô uẩn khúc. Tôi nghĩ có lẽ Bảy có điều khó nói. Khó nói à? Đúng. Thiếu gia về rồi à? Quản gia, cha tôi vẫn ở Trấn Ngô Kiều à? Vẫn chưa về. Đây là ai? Đây là nha đầu lớn mới tới, tên là Tiểu Phương. Ông đi làm việc đi. Trương Kính Hổ. Trương Kính Hổ. Bây giờ cậu là lính của tôi, phải xưng hô như trong quân doanh. Vậy tôi phải gọi cậu là Tiểu Đoàn Trưởng Trương rồi. Tôi mới có chút mà đã quên mất. Tiểu Đoàn Trưởng Trương, tìm tôi có chuyện gì? Có chuyện gì không thể nói trong doanh trại à? Tiêu Hồng Tú này cứ kéo tôi, bảo là muốn đi gặp cậu. Trương Kính Hổ, tôi tới xin lỗi anh. Xin lỗi? Lại chơi chiêu gì nữa? Những chuyện quá khứ cứ để cho qua đi. Tôi mong rằng anh có thể lo cho đại cục, bỏ qua những ân oán trước đây. Cái này trả lại cho anh. Thành thật xin lỗi. Tôi dứt đi. Tôi đối với cô thật lòng. Không ngờ cô vẫn luôn lừa gạt tình cảm của tôi. Còn lừa lâu như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tôi nói cho cô biết, nếu như không phải nể mặt phu nhân, trung đoàn trưởng Ngao, tôi đã xử lý cô rồi. Tháng 7 năm 1937, quân Nhật dậy lên chiến tranh ở Lư Câu Kiều, nhanh chóng lan ra cả nước. Tháng 10 cùng năm, quân Nhật nã pháo vào xung quanh huyện Đào Lũng. Nhiều dân lành phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, ly tán vợ con. Các đồng chí, nghiêm! Trung đoàn độc lập Hồng quân chúng ta bắt đầu từ hôm nay chính thức đổi tên từ quân lục quân cách mạng dân quốc thành chi đội 2, quân thứ 4 trung đoàn độc lập. Tiếp theo đây sẽ tiến hành tập huấn cùng kề vai tác chiến với quân đội quốc dân đảng cùng nhau kháng Nhật. Rõ. Trung đoàn trưởng Ngô. Báo cáo trung đoàn trưởng Ngô. Trung đoàn phó Dư. Bàn Chấn Sơn, anh ta làm sao? Anh ta không quên mối thâm thù đại hận với Ngao Thắng và Trương Kính Hổ, không chịu mặc trang phục quốc quân, giấu chúng ta suốt đêm đưa người và ngựa về núi Thất Lĩnh. Cái tên Bàn Chấn Sơn này vẫn cứ quen thói thổ phỉ, không có chút quan điểm về đại cục. Như vậy đi, thông báo Tiêu Hồng Tú bảo cô ấy đi khuyên Bàn Chấn Sơn. Tiêu Hồng Tú ở Đào Lĩnh gần với núi Thất Lĩnh, hơn nữa cô ấy đi khuyên Bàn Chấn Sơn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rõ. Anh Phương, không phải anh muốn tham gia đảng Cộng sản à? Sao vẫn còn ở lại cục an ninh? Tôi cũng đâu có muốn. Tiêu Hồng Tú bảo tôi tiếp tục ở lại đó. Cô ấy nói đây là công việc yêu cầu.
Tôi vẫn muốn cùng anh đi đầu quân cho Cộng sản. Được rồi, Tiêu Hồng Tú về lại đầu lĩnh rồi. Bây giờ cô ấy là người liên lạc. Đợi cô ấy tới thì tôi sẽ xin. Tôi muốn cùng anh kháng Nhật. Tốt, đi thôi. Cậu chờ tôi ở ngoài đi. Được. Nhiều quan, gia đình cất nhắc mày lên tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1. Cha, tiểu đoàn phó sao? Cha, thế thì cha cũng keo kiệt quá rồi. Cha ít nhất cũng phải cho con chính thức đi chứ. Đừng có mà không biết trời cao đất dày. Có chức tiểu đoàn phó này cũng là phá lệ rồi. Cha nói cho mày biết, tiểu đội 1 sắp ra tiền tuyến kháng Nhật, mày thể hiện cho tốt. Nếu như không thể hiện tốt thì cũng rút mày về như thường. Cha, tôi thấy vẫn nên thôi đi. Chức tiểu đoàn phó này tôi không làm đâu. Tôi vẫn làm chức đại đội trưởng của mình thôi. Cái thằng tiểu tử thối. Đồng chí Tiêu, tiểu đoàn trưởng bàn đâu? Ở bên trong, theo tôi. Là trung đoàn trưởng Ngô bảo cô tới à? Đúng, trung đoàn trưởng Ngô bảo anh thay trang phục tân tướng quân tham gia tập huấn chuẩn bị kháng Nhật. Tôi không có ý kiến với cấp trên, cũng không phải không muốn kháng Nhật. Chỉ là tôi không hiểu vì sao phải mặc quân phục của quốc quân, còn phải nghe theo chỉ huy của Ngao Thắng. Đây là thành ý hợp tác. Chỉ cần có lợi cho đại cục thì chúng ta đồng ý một vài hy sinh và nhượng bộ. Không phải là tôi không hiểu, tôi chỉ là không muốn trở thành quân nhân bằng hữu với những kẻ như Ngao Thắng và Trương Kính Hổ. Bọn chúng hại chết nhiều huynh đệ của tôi, suýt chút nữa hại chết tôi. Bảo tôi làm sao có thể quên. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Quá khứ chúng ta từng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng mà bây giờ quốc gia lâm nguy. Cho dù trước đây có mâu thuẫn lớn cách mấy thì chỉ cần họ thật tâm đánh Nhật, chúng ta sẽ buông bỏ ân oán, đoàn kết cùng nhau, nhất trí đối chọi kẻ thù. Chỉ có như vậy, tương lai của chúng ta mới có hy vọng. Thật sự là đời khó lường. Mới chớp mắt mà người Nhật đánh càng tới gần. Ngao Thắng một lòng dây quét Hồng quân, cũng quá thành bạn với Cộng sản. Đám người Nhật chạy đến bắt nạt chúng ta. Người Trung Quốc chúng ta nên đoàn kết lại, cùng đối phó với nước Nhật nhỏ bé tàn bạo. Nói rất đúng. Không đuổi bọn chúng đi thì không ai có những ngày tháng yên ổn cả. Lão gia, ông biết không, Tiêu Hồng Tú lại về đào lĩnh rồi. Tôi nghe nói rồi. Bây giờ nó là người liên lạc của Cộng sản, không ẩn náu nữa. Bản Trân, mấy hôm nay tôi nghĩ, bây giờ quốc cộng hợp tác, tôi nhận cha con với con bé, chắc là cũng bớt đi lo lắng và phiền phức đó chứ. Lão gia, ông quyết định làm rõ thân phận của con bé à? Tôi có nằm mơ cũng muốn nhận nó. Chuyện này đã dày dò tôi mất ngủ hàng đêm. Nhưng mà lại sợ nếu như nó biết năm đó suýt nữa tôi hại chết mẹ nó, thì có lẽ nó sẽ không tha thứ cho tôi. Có lẽ ông nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần thái độ của ông thành khẩn, tôi nghĩ chắc chắn con bé sẽ tha thứ cho ông. Không đơn giản như vậy. Năm đó bà ấy hiểu nhầm rằng tôi thuê người hại chết Tiêu Trung Quý. Bà ấy vì báo thù cho Tiêu Trung Quý mà không tiếc mạng tới giết tôi. Chuyện này bà không quên chứ? Tính cách của bà ấy trắng rõ như vậy, chắc là sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho tôi đâu. Vậy cũng không giống mà. Trong tình huống chưa chắc chắn, tôi thà chờ thêm. Tôi chỉ sợ một khi làm rõ quan hệ cha con, nó không tha thứ, không để tâm tới tôi, thì chi bằng cứ duy trì giống như bây giờ. Hiểu rồi. Mong rằng anh có thể nghĩ cho đại cục, biết sai mà sửa, lập tức để mọi người theo quần áo của tân tướng quân. Được rồi. Còn nữa, tôi nhắc lại với anh, ở nơi cũ chờ lệnh, đừng có rời khỏi núi Thất Lĩnh. Được. Vậy tôi đi trước. Hồng Tú à, tôi muốn nói với cô vài câu, nhưng mà cứ mãi không dám nói. Anh cứ nói đi. Sao lại ngại ngùng như vậy? Hồng Tú à, tôi không hiểu. Cô nói cô Tú tài giỏi như vậy, sao lại thích một tên thiếu gia nhà trung đoàn trưởng cục an ninh lẫn trong đội cách mạng như vậy chứ? Anh đừng nói Vượt Qua như vậy. Anh ấy không phải là lẫn trong đội cách mạng, anh ấy cũng có chiến công. Được rồi, cho dù cậu ta có công vất vả thì tôi cũng đâu kém.
Thế nên Hồng Tú à, cô có thể cân nhắc tôi không? Anh Bàng à, chúng ta có thể không nhắc chuyện này được không? Mặc dù cha anh bây giờ đã thăng anh lên làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, nhưng mà bây giờ quốc cộng hợp tác, anh còn ở lại cục an ninh làm gì? Danh không chính ngôn không thuận. Dự Quang à, anh dở thói xấu ra rồi. Thân phận anh đặc biệt, vẫn nên ở lại cục an ninh. Cha của anh vừa cất nhắc anh lên. Chỉ cần anh còn ở đó thì sau này hai bên chúng ta mới có thể phối hợp tốt. Anh biết em nói rất có lý, nhưng mà bây giờ quốc cộng hợp tác, anh không thể cùng kề vai sát cánh với các đồng chí của mình. Trong lòng rất khó chịu. Anh thật sự muốn cùng chiến đấu với em và các đồng chí, như vậy tốt biết bao. Mặc dù chúng ta không cùng một hàng ngũ, nhưng mà chúng ta cũng có thể kề vai sát cánh. Còn nữa, em không cho anh công khai quan hệ của chúng ta, có phải là gì em vốn không quan tâm tới anh không? Trước đây em đồng ý yêu anh đều là qua loa. Dự Quang à, anh phải tin em. Mặc dù bây giờ Ngao Thắng liên thủ với chúng ta cùng kháng Nhật, nhưng mà rốt cuộc ông ta có thành tâm hay không, chúng ta vẫn còn khó nói. Thế nên chúng ta phải để tâm một chút. Anh thấy những điều này chỉ là biện pháp tồi. Gặp được trung đoàn trưởng Ngô, anh sẽ báo cáo. Tất cả những gì của anh đều do trung đoàn trưởng Ngô sắp xếp. Tiêu Hồng Tú, tôi đang muốn tìm cô, có chuyện gì? Trung đoàn trưởng bảo tôi nói với cô, bảo trung đoàn trưởng Ngô lập tức tới đào lĩnh, có hội nghị khẩn cấp cần họp. Được rồi, tôi đi ngay. Tiêu Hồng Tú gửi thư tới, Ngao Thắng thông báo cho tôi đi đào lĩnh bàn chuyện khẩn cấp. Tôi phải đi ngay. Lỗ Tiêu đi cùng tôi. Lão Du, ở đây giao cho cậu. Được, chỉ Lỗ Tiêu đi cùng anh thôi là không được. Anh vẫn nên mang thêm một trung đội người và ngựa đi cùng. Được, tôi vừa nhận được tin thành Lô Dương bị quân Nhật tấn công. Một trung đoàn của quốc quân bị quân Nhật đánh tan. Đánh Lô Dương là một không đoàn của Nhật. Không đoàn trưởng là Kimura đã coi Lô Dương trở thành đại bản doanh. Chúng tôi cũng nhận được tin quân Nhật vẫn chưa chiếm lĩnh được những xã và trấn xung quanh. Trung đoàn trưởng Ngao, vậy có phải chúng ta tiến vào Lưu Dương không? Hôm nay tôi gọi mọi người tới là để thương lượng. Nobuo Kimura một khi đã ổn định thì sẽ nhanh chóng có chủ ý đánh những xã trấn xung quanh. Tôi muốn nhân lúc ông ta vẫn chưa ổn, chúng ta sẽ nhanh chóng tới đó khống chế những xã trấn này. Trung đoàn trưởng, các anh nhanh chóng tới đó cục an ninh đi một tiểu đoàn là được. Anh Triệu Mảnh và tất cả những người còn lại bảo vệ đào lĩnh. Đã rõ. Tôi đồng ý với anh. Phải càng sớm càng tốt. Nhưng mà quân đội của chúng tôi ở Sài Khê Khẩu xa xôi. Nếu như nhanh chóng vào đó thì nhanh nhất cũng phải trước sáng mai. Sáng mai à? Lúc đó thì đã muộn. Muộn nhất là giờ ngọ hôm nay buộc phải tới. Trung đoàn trưởng Ngao, mong mong thông cảm. Đường xa như vậy, thời gian lại ngắn, cho dù hành quân cấp tốc cũng không kịp. Tôi đề nghị đổi thời gian đến trước khi trời sáng ngày mai. Chúng ta là bí mật hành động. Đúng, cách nghĩ của chúng tôi cũng là trước khi trời sáng ngày mai. Sau khi quân đội của chúng tôi từ Sài Khê Khẩu tới thì sẽ theo trung đoàn 36 và cục an ninh cùng xuất phát, tránh cho tiến độ không nhất trí làm kinh động tới người Nhật. Trung đoàn trưởng Ngô nói rất đúng. Mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng mà cũng phải làm được. Nếu như làm không được thì đừng ráng mà làm khó. Giờ ngồi đêm nay, nhanh chóng tới vị trí đã định. Đây là mệnh lệnh của Tàu Tư lệnh. Tôi cũng không có quyền thay đổi. Trung đoàn trưởng Ngô, quân đội của anh không kịp tới thì anh có thể mang một trung đội tới trước. Binh lực của một trung đội thâm nhập vào sâu trong lòng địch thì quá nguy hiểm. Chúng ta là bí mật hành động, bọn chúng không thể phát giác ra ngay. Đợi bọn chúng phát giác thì đại cục đã định. Vậy anh xem chúng ta phải chia vị trí như thế nào. Tân tứ quân các anh vào đóng ở trấn Mau Bình. Trung đoàn 36 chúng tôi tới trấn Thạch Bàn. Vị trí tiểu đoàn 1 là thôn Cây Què. Trấn Mau Bình cách Lô Dương gần như vậy. Lỡ như người Nhật phát giác được, vậy chẳng phải chúng tôi tìm chết à? Căn cứ theo thời gian, nếu như làm lỡ thời gian tốt để quân Nhật chiếm được ưu thế trước thì trách nhiệm này các anh tự chịu đấy. Ngao Thắng rõ ràng đang ra qua cùng chúng ta. Ông ta cố ý. Tôi biết ngay là hợp tác với ông ta không thuận lợi mà. Chỉ là một trung đội người và ngựa,
thì tuyệt đối không thể đi vào trấn Mao Bình, quá nguy hiểm. Cho dù là chống lệnh cũng không thể đi. Cũng không thể nói là tên Ngao Thắng này cố ý chỉnh chúng ta. Nếu như Ngao Thắng cố ý chỉnh chúng ta thì chúng ta cũng phải nhẫn nhịn. Đảng Cộng sản chúng ta phải nghĩ cho đại cục. Chúng ta thử nghĩ xem làm thế nào để giải bài toán khó. Quan trọng là quân đội của chúng ta không kịp tới. Sao tôi lại quên mất tiểu đoàn trưởng Tăng Cường của bàn Chấn Sơn ở núi Thất Lĩnh? Đúng, sao lại quên mất chứ? Tôi sẽ thông báo cho Ngao Thắng. Chúng ta sẽ tới trấn Mao Bình trước nửa đêm. Được. Trung đoàn trưởng Ngô, sao các anh lại tới? Tiểu đoàn trưởng Bành đang ở đâu? Tiểu đoàn trưởng Bành đi nghĩa trang về mộ cho sư phụ của anh ấy rồi. Về mộ, nghĩa trang cách đây bao xa? Chắc khoảng 5-6 dặm. Tổng cộng anh ta mang theo mấy người? Hơn 100 người. Nhiều như vậy à? Không phải đã nói anh ta ở đây chờ lệnh sao? Đồng ý thì hay lắm, vốn là không để trong lòng. Cậu nhanh chóng thông báo cho bàn Chấn Sơn, bỏ anh ta dừng lại, quả tốc mang theo tiểu đoàn tăng binh lập tức tới trấn Mao Bình. Các cậu ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Rõ, tôi sẽ thông báo cho bàn Chấn Sơn. Nhị Mao, sao các anh còn chưa đi? Đi bây giờ nè. Cậu nhìn thấy Tiêu Hồng Tú chưa? Anh tìm cô ấy làm gì? Không phải cô ấy cũng đi Lô Dương à? Tôi nghe Sử Lương nói trung đoàn trưởng Ngô tới Đào Lĩnh rồi. Tôi đảm bảo hai người đó chắc chắn ở chung một chỗ. Quá ra là tìm trung đoàn trưởng Ngô à? Vậy thì anh đừng tìm nữa. Sao vậy? Trung đoàn trưởng Ngô và Tiêu Hồng Tú cùng lên núi Thất Lĩnh rồi. Sư phụ, xin lỗi, con không chăm sóc cho Phượng Muội được. Sau khi cô ấy đi khỏi Xài Khê Khẩu thì đã không biết đi đâu. Bây giờ mặc dù âm tính, người tin tưởng con như vậy, trước lúc lâm chung giao phó Phượng Muội cho con, thế mà con lại phụ lòng người. Chấn Sơn bất hiếu. Hơn nữa, hôm nay con mang theo mọi người tới, vẫn còn có một chuyện. Người không biết đâu, bây giờ đám người Nhật đã ngồi lên đầu chúng ta. Con thật sự sợ ngày nào đó đánh nhau với chúng thì sẽ không còn thời gian chăm sóc cho người. Con sợ chúng sẽ hủy đi phần mộ của người, làm phiền tới sự thanh tịnh của người, làm người chịu nhục. Bây giờ con lại tìm cho người một nơi bí mật hơn, thanh tịnh hơn. Người yên tâm, gió ở đó tốt hơn, người chắc chắn sẽ thoải mái. Được rồi, tôi nói xong rồi, bắt đầu thôi. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, lúc nãy trung đoàn trưởng Ngô tới núi Thất Lĩnh, nói tôi thông báo cho anh ngay lập tức dừng việc về mộ, lập tức xuất phát tới trấn Mao Bình. Họ đang lên đường rồi, bảo chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Không vội, đợi giờ xong mộ rồi nói sao. Hơn nữa tôi ra tiền tuyến thì lấy đâu ra thời gian về mộ? Đợi giờ mộ xong thì chúng ta tới trấn Mao Bình. Kịp mà, không được. Trung đoàn trưởng Ngô nói rồi, quân đội bên Xài Khê Khẩu nhất thời không tới kịp. Hơn nữa anh ấy chỉ mang theo một trung đội, chúng ta không nhanh chóng đuổi theo, tình hình của họ rất nguy hiểm. Mọi người dốc sức, nhanh lên. Chúng ta về mộ xong thì thẳng tới trấn Mao Bình. Dạ, bắt đầu. Đây. Sao bàn Cấn Sơn còn chưa tới? Càng đi về phía trước thì cách Lô Dương càng gần, tình hình của chúng ta lại càng nguy hiểm. Chúng ta đi chậm như vậy chắc chắn họ sẽ đuổi kịp. Nhìn trang phục thì họ là tân tướng quân, sao lại chỉ tới một trung đội? Đúng, chỉ có mấy người như vậy mà đòi thâm nhập vào, gan cũng lớn thiệt. Đi, chúng ta về báo cáo với không đội trưởng Nobuo. Thưa không đội trưởng, xin hãy yên tâm, phòng thủ của thành Lô Dương cực kỳ chắc chắn. Cũng không biết là ngài Ueno đã liên lạc được với nội tuyến của chúng ta chưa. Cục an ninh ở Đào Lĩnh và tân tứ quân của Cộng sản có hành động gì không?
Tôi định để quân đội nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta mới đi khống chế những xã, trấn xung quanh. Trận ác chiến Lô Dương này thật sự là tiêu hao quá lớn. Chỉ sợ quân đội Trung Quốc biết được tin thì sẽ nhanh chóng giành những địa bàn này. Tin tức của quân đội Trung Quốc không nhanh như vậy. Cho dù họ có thông tin thì giới tác phong lề mề của họ cũng không nhanh như vậy đâu. Ngài không cần lo lắng. Kikukawa, cậu tự phụ quá rồi. Tự phụ sẽ dễ dàng khinh địch, mà khinh địch thì sẽ dễ thất bại. Phải nhớ, mãi mãi đừng bao giờ xem thường đối thủ. Dừng. Thưa không đội trưởng, tình hình rất không ổn. Trung đoàn 36 của Ngao Thắng đã tới trấn Bàn Thạch. Một tiểu đoàn của cục an ninh đã đến thôn Cây Què. Vậy tân tướng quân cộng sản đang ở đâu? Tân tướng quân bây giờ chắc là đã tới trấn Mao Bình. Nhưng mà trinh sát chúng tôi phát hiện họ chỉ khoảng chừng có một trung đội. Chỉ có một trung đội mà muốn chiếm trấn Mao Bình sao? Tôi đề nghị đánh trấn Mao Bình, xử lý trung đội này trước, thị quy bọn chúng. Ueno, dành trấn Mao Bình cho tôi. Dạ. Trung đoàn trưởng Ngô, bàn Chấn Sơn sao bây giờ còn chưa tới? Chúng ta phải làm sao? Cách huyện Lô Dương gần như vậy, lỡ đâu quân Nhật tới thì làm sao? Lô Tiêu, cậu phái mấy người đi xem bàn Chấn Sơn đã tới chưa. Rõ. Hai người các cậu theo tôi. Rõ. Người Nhật tới nhanh như vậy, mũi cũng thính quá rồi. Cũng không biết là người Nhật tới bao nhiêu, nhưng mà chúng ta chỉ có một trung đội, làm sao đánh? Đều trách bàn Chấn Sơn làm trái lệnh, tới muộn thật sự hại chúng ta. Đỗ Tiêu, quán tháng cũng vô dụng. Nếu như tôi đã tới thì sẽ liều với chúng tới cùng. Chúng ta canh giữ cửa thành nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho đám người Nhật đặt chân vào đây nửa bước. Đi. Như vậy không phải là cách. Tiểu đoàn tăng cường của bàn Chấn Sơn sao vẫn chưa tới? Không thể mong chờ do anh ta. Trung đoàn trưởng Ngô, chúng ta vẫn nên nghĩ cách cầu viện Ngao Thắng thôi. Cầu viện ông ta, ông ta sẽ tới chắc. Ông ta mặc kệ tình hình khó khăn của chúng ta, để chúng ta nhanh chóng tới trấn Mao Bình. Vốn là không có lòng tốt, nhưng bàn Chấn Sơn không tới mà đi thôn Cây Què càng xa, vẫn nên tìm Ngao Thắng cũng được. Dù sao bây giờ anh ta cũng là quân lính bằng hữu của chúng ta. Nhưng mà Tiêu Hồng Tú, cô đi thì ổn chứ? Tôi cải trang không có chuyện gì. Cô nhất định phải an toàn. Chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Lúc nãy lính tuần tra của chúng ta về báo, hình như nghe được tiếng pháo, giống như từ trấn Mao Bình truyền sang. Xem ra người Nhật đã nhắm vào Ngô Đạo Thành. Sợ rằng lần này họ chống đỡ không nổi. Ngô Đạo Thành không sao. Tiêu Hồng Tú nói với tôi, họ sẽ mang tiểu đoàn tăng cường của bàn Chấn Sơn nhanh chóng tới trấn Mao Bình. Mặc dù tân tướng quân có một tiểu đoàn, lại thêm một trung đội, nhưng mà nếu như họ bị quân Nhật đánh mà chúng ta không ngó ngàng tới, thì có phải có hơi không biết ăn nói không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là bằng hữu. Làm bằng hữu mấy hôm, cậu đã lo cho người ngoài rồi à? Trung đoàn trưởng, tôi không phải ý này. Anh đừng hiểu lầm. Tôi sợ tân tướng quân làm mất trấn Mao Bình, Tào Tư lệnh sẽ trách chúng ta. Họ làm mất trấn Mao Bình thì tôi đi giành về, công lao vẫn là của chúng ta. Tôi nói này Hoàng Hòa, cậu lành sẹo quên đau rồi sao? Ngô Đạo Thành, Tiêu Hồng Tú lợi dụng Trương Kính Hổ mượn danh nghĩa đính hôn để lừa ông đây ra khỏi thành, ép tôi nghe theo điều khiển. Đây chính là nỗi nhục lớn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cục tức này vẫn nuốt không trôi. Thế nên hôm nay ông đây cứ muốn bàn quan mà xem trò cười của chúng, tôi cũng nuốt không trôi. Phải để cho Ngô Đạo Thành, Tiêu Hồng Tú gặp xui xẻo. Nhưng mà, nhưng nghĩ cái gì? Chẳng qua là tôi cố ý làm khó Ngô Đạo Thành, xem họ một mình đối phó với quân Nhật như thế nào.